Chảy thằng to nói lớn. Đó nhá. Đấy, ui giời ơi. Thằng nhìn anh em nhá. Nhớ to thế. Nhớ đâu. To hơn nữa. To hơn. Đấy. Khó, khó thánh. Khó thánh. Cách ăn kim. Cách ăn kim. Ui, cái con gặp bánh nhỏ ấy. Bàn tay. Hello, xin chào cả nhà nha. Sáng sớm nay thì anh em mình lại tổ chức chương trình đánh thiết canh nha. Sáng sớm nay nhà ông anh Thắng lại thịt một con lợn mọi người. Thì bây giờ mình đang chuẩn bị ra chỗ nhà ông anh Thắng nha, Thắng Thánh ăn thiết canh nha, để lại tổ chức đánh thiết canh nha mọi người. Đó. Chương trình tiết canh buổi sáng. Bây giờ là đang rang nhân nha mọi người. Nhân gồm phổi, nhậu các kiểu. Đảo liên tục nha. Như kiểu rang cơm. Đánh nhiều quá thành chuyên nghiệp ngay rồi. Sáng nào cũng đánh. Ba hôm nay sáng nào cũng ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Được em. Thế nào? Thì bên chủ ấy về chưa anh? Nếu mà cho những đối tượng ấy mà nó tiêu thì nói chung ngang phải đào tiền mà lên núi đào đá về cũng mang tài bản rồi nó tiền điện thoại được nhiều lắm sao lại gì nào hết? Bỏ rực rỡ, này đỏ nhà thiên này đỏ lắm, thiên này đỏ, đẹp ấy, thiên đẹp. Hút hai nhà đây để tất. Bây giờ làm ít ít thôi, đủ tiêu thôi. Thế thôi, ăn mấy? Làm dòng lòng nó bán đốt mấy cái xưa để thôi thì hẳn lòng lợi nữa nhá. Chỉ như cô đóng quẹt, đóng gói để xảy ra cái gì? À, lối. Giờ cần cho anh sao anh cho anh cái gì vậy? Tiếp tục hành trình. Còn bằng đây chạt nha mọi người nha. Cần rồi. Cần chè à chú. Lòng lợn tràn. Buổi sáng sớm. Này thì tràn qua rồi. Ừ, tràn qua rồi. Chín rồi. Sáng nay sáng sớm ra hít. Đi mua đâu? Hả? Mua đâu? Đây ấy mà em lấy nhanh ấy mà hít sạch luôn. Tại vì sáng sớm này đông rồi. Cái lòng nào bọn này nhanh hết. Mua đôi Hà Nội rồi. 10 bạn à? 8. Nguyên đặc này. Có ít cơm mà nguyên cái gì mà thơm. Hành nhá. Thế bây giờ phanh vách là hay làm nào chứ mà ăn? Đúng hành đúng. Đấy. Đấy. Tất nằm bở xuống nối lại. Lại đặt lên rồi lại. Nối nhỏ. Nối đúng theo nguyên bản đấy. Sọc tiếp tiếp là phải nối hết. Ờ. Để ăn. Thế bát này còn chán hơn. Quá ngon. Năm nay 5 triệu thì nối. Mùi hành quá. 5 triệu. Thơm mùi hành quá. Cái 20 triệu bát này. Lên nọ rồi lấy quay hết 1 triệu rồi, đổ dầu với lại sửa chỗ bắt 4 triệu, sửa điện 5 triệu. Đưa nó về thôi. Trở về đó, không thích quay đến trở về đó. Thứ 3. Chương trình tiết canh buổi sáng. Vâng ạ. Sao 5.000 anh em nha. Ông Thánh tiết canh bẻ hành. Bóc hành để ăn. Dùng tay đấy. Dùng tay bóc hành. Quá mạnh. Chuẩn bị tinh thần. 8 bát tiếp canh. 8 bát tiếp canh á. Cái này cao hơn. Cái này cũng một cái cầu thú bằng. Bằng chấm nữa. Dùng ảo loa chấm. Quay đi. Chụp chụp. Các bạn có thể. Ngon nhá. Chụp ướt vậy. Chào khán giả anh, 500 anh em chào đón anh Hoàng. Nói nhiều quá nhỉ. Mời đến chú. Ui giời to thế. Kẹt thớ. Kinh sửa người thật. Thành anh to nó lớn. Đó nhá. Ui giời ơi. 5.000 anh em nhá. Nhớ to thế. Nhớ đâu. To hơn nữa. To hơn. Đấy. Khó, khó thánh. Khó thánh. Cách ăn kim. Cách quan kim. Cái con là bánh nhỏ ấy.
Bàn tay. Cháo ra. Chiến đi. Chiến đi, chiến đấu đi. Đấy nha. Trực tiếp. Đây của Chu Vũ, Chu mua xong lại thái này. Đây đùa anh không, không có chành, chành hết rồi. Không có mang lên không nhỉ? Không có đâu. Có. Dưới còn chết. Nhìn đẹp đấy. Đẹp tuyệt vời. Bằng mấy mọc ngay quá ngon luôn. Không, bên ngoài trắng hình như giữa một đoạn. Đồ bất tiêu rồi. Ngon mà. Kẽ nó, nó sẽ chạy hết à? Kẽ ra là... 5 triệu cỏ. An toàn hơn. Uống vào để cho nó... Có, em ra hai nhà một chén rồi chú. Phun dầu. Đáng dở đi mong đi cảnh. Mời chú đội trưởng đấy nhỉ. Nào nó quay chưa? Nhà nhá. 5.000 anh em nhá. Giống nghiện mày, nhìn chắc, rõ cái dai à. Chắc này đi đâu chứ chở gì. Cúp chén đi. Hay là ra đồi Trung Nhung. Trung Nhung gì ăn? Hoàn có điên thế à? Hôm qua mà đi ra ngoài đi chơi. Này ra cho hồn chén thầy. Đấy. Đấy, chưa có đấy. Chưa đẹp đẹp đâu. Đây này, người thì áo vest, người thì kẻ trần.